cả các em. Theo yêu cầu của rất là nhiều bạn thì hôm nay chị Nhung sẽ hướng dẫn các em làm món khoai tây chiên lắc phô mai. Và đây là một món ăn vặt mà chị Nhung nghĩ là các bạn rất là yêu thích đây. Đầu tiên mà để muốn làm món khoai tây chiên lắc phô mai thì thành phần đầu tiên không thể thiếu đó là khoai tây. Chị Nhung đã chuẩn bị 3 củ khoai tây. Các em nè, các em lựa khoai tây nào mà thật là to thế này nè thì mình làm nó sẽ dễ hơn. Và tiếp theo đây là phô mai. Nếu như mà các bạn muốn mua phô mai thì các em hãy vào những cái tiệm bánh nè, hoặc là ở ngoài chợ thì cũng có, nhưng mà chị Nhung nghĩ là nó sẽ không an toàn bằng trong những cái tiệm lớn người ta bán nha. Và các em nghĩ là khi mà làm món khoai tây chiên lắc phô mai thì rất là đơn giản, chỉ cần có khoai tây và phô mai là xong thôi. Nhưng mà không phải đâu nha, mình phải có thêm bột mì và bột năng nữa để mình làm một cái lớp áo bên ngoài, thì để khi mà mình chiên khoai tây lên thì khoai tây chúng ta sẽ giòn và ngon hơn. Và chị Nhung cũng đã chuẩn bị sẵn một tô nước, mà trong cái tô nước này chị Nhung pha một chút muối để một lát mà khi mà mình làm khoai tây mình bỏ vào thì cái khoai tây chúng ta nó sẽ không có bị thâm đen. Và thành phần không thể thiếu nữa là dầu ăn. Ok, vậy là thành phần đã xong hết rồi, chúng ta sẽ bắt tay vào làm thôi. Đầu tiên chị Nhung sẽ gọt khoai tây ra. Thì chị Nhung sẽ lấy đi những cái mắt mà nằm ở trên củ khoai tây nè. Nè, các em có thể nhìn thấy mình sẽ dùng dao cắt bỏ đi. Ok, đã được rồi. Và sau khi mà gọt xong hết rồi, lấy những cái mắt trên khoai tây rồi, thì chị Nhung đã rửa sơ qua khoai tây của chúng ta rồi nè. Và bây giờ chị Nhung sẽ cắt ra nha. Khi mà muốn cắt cái khoai tây để cho cái miếng nhìn nó ngon hơn và đều hơn thì chị Nhung sẽ bỏ đi những cái phần bên ngoài. Và mình sẽ cắt thành những hình chữ nhật dài như thế này. Đây, em thấy. Và sau khi mà chị Nhung đã cắt xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ ngâm qua nước muối một chút để cho cái khoai tây chúng ta nó không có bị đen. Và trong khi chờ đợi khoai tây chúng ta ngâm khoảng 10 đến 15 phút thì chị Nhung sẽ bật sẵn một nồi nước để một lát mình trụng qua khoai tây nha. Và mình cùng chờ đợi thôi. Và sau khi ngâm khoảng 15 phút thì các em ơi, chị Nhung đã cho ra một cái tô để mà ráo nước rồi. Và các em nhìn thấy khoai tây chúng ta rất là trắng và ngon nè. Và nước cũng đã sôi, bây giờ chị Nhung sẽ cho khoai tây vào luộc sơ nha. Mình chỉ chần sơ qua khoảng từ 3 đến 5 phút thôi nha các em. Và nếu như nhà bạn nào có bột nghệ thì các em hãy để vào để cho cái khoai tây chúng ta có màu đẹp hơn. Nhưng mà đối với chị Nhung thì chị Nhung lại không có thích nên là thôi chị Nhung để luôn. Và mình sẽ đảo sơ nha các em. Và trong khi chờ đợi cái khoai tây chúng ta luộc sơ thì bây giờ chị Nhung đã chuẩn bị sẵn một tô nước lạnh rồi nè, để một lát đó, khi mà khoai tây chúng ta luộc xong thì chị Nhung sẽ cho qua bên cái tô này. Mục đích của chúng ta khi mà cho qua nước lạnh là để cho cái khoai tây chúng ta khi mà chúng ta chiên lên nó sẽ giòn lâu hơn và ăn sẽ cảm thấy là rộp rộp trong miệng luôn đó các em. Và sau khi nước đã sôi lên rồi, chị Nhung sẽ tắt bếp và cho ra tô. Và sau khi chị Nhung vớt ra và để qua nước lạnh thì chị Nhung đã cho ra một cái rổ để ráo như thế này. Thấy nha. Và bây giờ chị Nhung sẽ cho tất cả những khoai tây qua bên một cái rổ. Các em có biết là chị Nhung sẽ làm cái gì không? Bây giờ mình sẽ cho bột vào để mình làm một cái lớp áo trên cái bề mặt khoai tây, để khi mà mình chiên lên khoai tây chúng ta sẽ giòn hơn và ngon hơn nữa. Vậy mà bây giờ
nước bột lại với nhau nha. Mình trộn đều lên. Và bây giờ chị Nhung sẽ rắc lên bề mặt. Mì với bột năng trộn với nhau thì một lát mình chiên cái khoai tây mình sẽ giòn và ngon hơn rất là nhiều. Chị Nhung sẽ cho lên một ít nữa. Hơn đó, khi mà khoai tây chín các em có thể
Nhung sẽ đến một cái giây phút cuối cùng, đó là thử liền cái khoai tây chiên lắc phô mai của chúng ta hồi nãy giờ. Đây, chị Nhung sẽ lấy một miếng nha. Tuyệt vời. Với công thức mà nãy giờ chị Nhung hướng dẫn các em, thì khi mà chị Nhung cắn vào một miếng đầu tiên, cảm giác đầu tiên của chị Nhung là cái khoai tây của chúng ta rất là giòn, và thứ hai nữa là rất là thơm và béo cái mùi vị của phô mai. Quá ngon các em ơi. Đối với chị Nhung thì cái việc mà mình mua khoai tây về và chính tay mình làm á, thì việc đầu tiên thứ nhất rất là vệ sinh và an toàn, và mình biết là cái phô mai mình mua, cái nguyên liệu nó ở đâu và có an toàn hay không. Nên là chị Nhung rất là khuyến khích các em, nếu như mà các em có thời gian thì hãy mua cái bộ phô mai về và hãy làm y chang chị Nhung như vậy, bảo đảm các em sẽ có một dĩa khoai tây lắc phô mai tuyệt vời. Và đây cũng là một cái món ăn vặt dành cho giới trẻ bây giờ. Chị Nhung cảm thấy là các em sẽ rất là thích món này. Và nếu như bạn nào muốn ăn cá viên chiên và để kèm với lại khoai tây chiên như thế này, thì các em không cần phải lắc qua phô mai, ăn thẳng luôn với khoai tây chiên giống như hôm bữa chị Nhung làm ngày dịp Tết á. Ok, vậy là theo yêu cầu của các em thì cuối cùng chị Nhung cũng đã thực hiện rồi. Và nếu như bạn nào muốn yêu cầu chị Nhung làm món nào các em yêu thích thì hãy comment bên dưới để chị Nhung biết và chị Nhung sẽ thực hiện nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Chị Nhung love you. Và đừng quên chị Nhung phải là thật mượn để ủng hộ chị Nhung ra thêm nhiều video clip mới nha. Bye bye.